Cửa hàng giới thiệu sản phẩm của công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội. Đến mùa trung thu rồi, mọi người lại chuẩn bị đến đây mua. Tấp nập, đông đúc. Như đã thành truyền thống, địa điểm này nguyên là nhà máy sản xuất của công ty bánh mứt kẹo Hà Nội từ ngày xưa. Bây giờ công ty đã chuyển vào trong khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai. Nhưng cứ đến mùa trung thu thì ở đây lại có những gian trưng bày của công ty như thế này. Đã trở thành truyền thống và mọi người Hà Nội đã quen với cái gu của bánh mứt kẹo này, là hương vị truyền thống. Cho nên đến thời điểm rằm trung thu này thì mọi người lại đến đây mua. Từ đâu đâu cũng kéo đến mua. Rất đông. Bây giờ khu này, chỗ này là cổng của một cái khu căn hộ chung cư và biệt thự liền kề. Như nguyên nó là cái cổng của công ty xí nghiệp bánh mứt kẹo Hà Nội từ ngày xưa. Nếu các bạn có nhu cầu mua bánh mứt kẹo hương vị truyền thống đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và giá cả phải chăng thì xin mời đến đây. Ngõ 91 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.